Chào các bạn, tôi là Trần Đức Thuận. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Định hướng xã hội. Hôm nay tôi muốn cùng đưa ra một cái vấn đề, cùng chia sẻ với các bạn, trao đổi với các bạn là một cái vụ án đang tạo cái làn sóng trong cộng đồng mạng, là vụ án anh rể hiếp dâm em vợ đối tượng nghi vấn Lê Phú Cự. Vụ án này xảy ra năm 2015, năm 2017. Các bạn có thể tạm dừng video của tôi ngay lúc này rồi tìm kiếm thông tin đó để cho có cái nhìn toàn diện hơn. Tôi nói ngắn gọn cái diễn biến thế này nè. Có cái chị Trang là người du học sinh Mỹ đi về nước, về Việt Nam nè. Nghỉ học về Việt Nam thì đến nhà chị ngủ, nhà hôm bữa đó ngủ đó không có ai ở nhà hết á, có mình chị ngủ thì giật mình thức dậy. Cái này theo lời khai lời tố cáo của chị á, giật mình thức dậy thì thấy Lê Phú Cự đang ở áp sát mình, người chị Trang ở những cái vị trí nhạy cảm đó, thì thấy chị Trang chống cự. Chị Trang chống cự rồi giằng co, rồi chị Trang kêu cứu. Thì lúc này may thay sao có một cái đứa em họ tên là Nguyễn Vĩ, nó ở ngoài cửa nhà, nó ở dưới nhà, phòng này ở trên lầu 2, trên lầu 2 gì đó. Rồi Nguyễn Vĩ thì chị Trang kêu lên là Vĩ cứu chị với. Có thế là Cự lôi chị Trang này vào, nó thò đầu ra, nó nói là nhà đang bị cúp điện, cửa không mở được, để lát mở sau. Nhưng rồi rõ ràng là Cự nó không có thực hiện được hành vi giao cấu. Thì còn Vĩ thì nó không yên tâm, nó leo vô cửa rào, leo vô. Thì khi nó vô đến nhà thì lúc này á là Cự nó đã mặc quần áo, lấy xe chạy đi luôn. Rồi còn chị Trang á thì chị khóc, chị hoảng sợ quá, chị nhờ bạn bè book vé bay, chị bay Hồng Kông, bay về Mỹ luôn. Rồi xong từ bên Mỹ á, chị làm đơn tố cáo gửi công an quận 7. Rồi công an quận 7 nhận được cái đơn của chị á, rồi bằng các biện pháp nghiệp vụ nữa, họ đã quyết định khởi tố vụ án đó. Rồi tôi không biết là họ có quyết định khởi tố bị can hay chưa, hay là chỉ ra thông báo truy tìm đối tượng thôi. Tại Cự này lúc đó là nó với gia đình, với chị gái, hai đứa con là không có ở Việt Nam nữa. Thì 2-3 năm sau Mỹ Cự nó mới, trong lần nó về Việt Nam rồi nó đi xuất cảnh đi Singapore thì nó bị giữ lại, thì quận 7 có làm việc được với nó. Rồi nó trình bày là bữa đó nó không có ý định hiếp dâm gì hết. Nó vô trong nhà, nó thấy chị Trang nằm ngủ, nó định ý định của nó là dâm ô. Nó mới lấy cái máy điện thoại ra, nó định chụp chụp hình. Thì nó lấy điện thoại ra để đưa ra chụp hình vậy, đưa ra vậy nè. Thì vô tình chưa chụp cái gì thì điện thoại nó rớt xuống trên cái giường, khu vực giường chị Trang. Thế là chị Trang thế là nó chồm người vào, nó chườm người vào như thế này nè, cái nó lấy để nó lấy điện thoại thì nó bị trượt ngã vào, cái mặt nó ngã sấp vào trên người chị Trang, vào cái khu vực nhạy cảm của chị Trang. Thì chị Trang giật mình thức dậy, thế là hai bên giằng co, chứ hoàn toàn nó không có ý định hiếp dâm. Đó. Thế là căn cứ vào lời khai lần này của nó thì cơ quan viện kiểm sát quận 7 ra quyết định hủy quyết định đình chỉ điều tra. Tôi cho rằng không có nhiều tội phạm. Thì chị Trang và bố chị Trang không thỏa đáng, cho rằng không thỏa đáng nên tiếp tục khiếu kiện, khiếu nại đó. Thì bây giờ Ủy ban Quốc hội vào đó, đang tiến hành điều tra. Thì rồi các luật sư, các báo chí, các phóng viên họ viết rất là nhiều báo, bài báo, là luật sư tham gia vào đây cho rằng là viện kiểm sát bỏ lọt tội phạm, cho rằng cơ quan thực thi pháp luật bỏ lọt tội phạm, đó, nó cứ nhùng nhằng. Thì đây tôi đưa ra vấn đề đó, câu chuyện xong.
thì các bạn cứ tìm hiểu đi. Rồi còn đây đây là nhận định của tôi nè, đây ý kiến cá nhân của tôi nè. Trong vụ việc này á, các luật sư và phóng viên nhà báo, các vị đã cố tình không chịu hiểu hay là các vị không hiểu à, khi các vị đưa ra ý kiến cá nhân của mình mang tính áp đặt, mang tính suy diễn à, chỗ này rõ ràng chúng ta phải nhìn nhận một vấn đề công bằng với nhau là thật sự chúng ta không có bất kỳ một chứng cứ nào trực tiếp chứng minh buộc tội được Lê Phúc Cự à. Đây, về tội hiếp dâm là tội cấu thành hình thức, chỉ cần ai đó có cái hành vi dùng vũ lực hoặc là đe dọa dùng vũ lực hoặc cái hành vi khác thực hiện cái hành vi thể hiện ý chí là muốn giao cấu trái muốn với lại người bị hại là phạm tội hiếp dâm. Trong trường hợp này dường như nó thỏa mãn đúng không, dường như thỏa mãn cái trường hợp chị Trang. Tuy nhiên bây giờ chứng minh này, trong trường hợp này nhân chứng trực tiếp là không có, Nguyễn Vĩ không thấy cái cảnh mà hai người giằng co rồi, nó chỉ thấy là hai người cái khung cửa sổ chị Trang kêu cứu, mà cứu về việc gì không biết. Thì bây giờ đó cứu về việc gì thì thằng kia thằng Cử nó đã trả lời là lúc đó giằng có, lúc mà khi chị Trang giật mình thức dậy nó ý định nó chụp hình rớt điện thoại á, nó chỉ để bịt miệng chị Trang, nó hoảng quá, tại vì nó la chị Trang la lên nó hoảng quá thôi chứ nó không ý định hiếp dâm đó. Tức là Nguyễn Vĩ nó không nhìn thấy những cái gì Nguyễn Vĩ thấy nè, thấy thằng kia ở trần nhưng không thấy thằng kia ở chuồng nha, nhớ nha, thấy ở trần chứ không thấy ở chuồng đó. Nó thấy hai người trên đó nhưng nó không thấy giằng co tạo ý định hiếp dâm, nó không thấy nó không thấy toàn cảnh. Cái nó thấy là cái gì đó, nó thấy hai cái đó xong nó thấy khi nó bước vô nhà nó thấy là Lê Phú Cự chạy xe đi chắc chắn nó mặc đồ rồi. Rồi nó thấy cái gì nữa, nó thấy chị Trang khóc lóc đó. Rồi lo lắng hoảng sợ rồi muốn về Việt Nam muốn về Mỹ, chứ nó không có thấy cái cảnh hai người giằng co rồi hiếp dâm nào, tức là nhân chứng trực tiếp không thấy đó. Còn gì dấu vết sinh học, dấu vết sinh học tại vì chưa giao cấu được thì không có dấu vết sinh học, là bởi vì không có tinh trùng đó. Dấu vết sinh học là dùng kính bị xâm hại, dùng kính bị xâm hại không có. Rồi còn dấu vết lông tóc cào cấu cào xé, cái này nói có. Các nhà báo đang lầm tưởng, các phóng viên đang làm luật sư coi chừng lầm tưởng chỗ này nè, cái dấu vết đó nó sẽ là chứng cứ chứng minh cái hành vi của Lê Phú Cự nếu được thu giữ một cách đúng đắn, đúng theo quy trình, theo quy định. Cái này là chị Trang chị bay về bên Mỹ chị chụp đó rồi sau đó giám định dựa rồi gửi về đây rồi giám định dựa trên cái hình ảnh đó. Tôi xin hỏi nè, tôi hỏi thẳng cho luật sư luôn, luật sư Trần Hải Đức, bây giờ ủa cái chị Trang chỉ bị gì ở đâu à, rồi chị chụp hình này chị nói là cái vết thương nó xảy ra trong ngày hôm đó đúng không, ở đâu chứ không phải ở đây, cái này nó không có tính liên kết. Tỷ lệ thương tật 2% đúng, dựa trên hình ảnh đó có thể giám định ra tỷ lệ thương tật, nhưng tỷ lệ thương tật của cái vết thương trên hình ảnh đó chứ cái vết thương đó thôi, chứ còn vết thương đó được tạo ra tại đâu, ai tạo ra vấn đề đó không có nói nha. Kết quả giám định không có xác định là Lê Phúc Cự tạo ra 2% đâu nha. Cái tính liên kết của cái dấu vết thương đó, nó không gắn vô cái vụ việc này à. Do chính nỗi sợ hãi của chị Trang đã làm mất đi cái yếu tố chứng minh tội phạm của cái chứng cứ đó. Dấu vết đó nó chỉ là yếu tố chứng minh khi nè thời điểm đó vừa xảy ra chị Trang đến cơ quan công an hoặc cơ quan công an đến ghi nhận hiện trường, ghi nhận vết thương trên thân thể, đem đi giám định tỷ lệ thương tật rồi xác định là cái vết đó là
dấu vết sinh học là lông tóc móng tay móng chân của thằng kia nó có trên ADN của thằng Cử, có trên người của chị Trang, thì do thằng Trang nó cho thằng Cử nó tấn công thì nó quá phù hợp để chứng minh là cái việc Cử nó tấn công. Nhưng bây giờ do trên người Trang bay bên Mỹ thì vết thương nó làm sao nói là do Cử tấn công được, không xác thực đó. Rồi dấu vết sinh học, dấu vết cơ học không còn hết, có nghĩa là chúng ta không có một bất kỳ một cái chứng cứ buộc tội nào hết. Mà về nguyên tắc của pháp luật mình là gì, là nguyên tắc suy đoán vô tội, mình phải chứng minh người ta vô tội trước, khi mà mình chứng minh không được nó vô tội rồi thì mình mới buộc tội nó. Đằng này đó giờ nó trình bày đó, nó chỉ muốn dâm ô thôi nhưng mà nó chưa thực hiện gì hết á. Mà dâm ô là tội cấu thành vật chất. Cái đó là theo nhận thức của tôi nha, là cấu thành vật chất. Chứ còn đang trong ý tưởng của nó đó, mà nó chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện được á, thì chưa phải là dâm ô. Nó định vô đó, nó nhìn chị đó tắm, nhưng mà chưa nhìn được thì bị phát hiện thì chứ phải. Trong đầu nó cái tội dâm ô đó thì chưa tính. Đó. Ở đây cái vụ việc này tại sao nó rối lắm, tức là các cái báo chí rồi luật sư đang cố gắng ghép vô cái vấn đề là những sai phạm về quy trình công tác của cơ quan điều tra viện sát quận 7, có thể về thẩm quyền, về thời hạn gì đó, gán ghép vô đó là rồi kết tội là do mấy ông dậy rồi không xử lý nhân cử bao che. Không phải, những cái sai phạm đó có, tôi đồng ý có thể có đó, tuy nhiên nó không phải là yếu tố quyết định, nó không phản ánh cái việc thực tế bây giờ chúng ta hoàn toàn không có bất cứ một chứng cứ trực tiếp nào để xác định Cử có tội hết. Như vậy báo chí hãy xem xét lại về cái phần mà mình viết bài, mình đưa ra nhận định của mình thì phải mang tính khách quan toàn diện, xem xét cái đầu đuôi câu chuyện, chứ không phải mình cố gắng lồng ghép đưa vô những cái ý chí chủ quan mình ghép lồng ghép vô. Có cái bài báo gì trên báo công lý hay báo pháp luật gì đã đủ chứng cứ xác định là Lê Văn Cự phạm tội dựa trên các vết thương hình ảnh đó, trời ơi, đúng là tội phạm hiếp dâm là tội phạm có thành hình thức. Tuy nhiên cái dấu vết đó không phải là, bây giờ nó mất đi yếu tố liên kết rồi, nó không chứng minh được cái đó là do Lê Phú Cự tạo ra, nó không chứng minh được vết thương nó xuất hiện vào cái ngày đó. Chứ bay về Mỹ thì chụp ai thì nói ai tạo ra cái đó được sao được, đúng không? Bây giờ giải pháp hay nhất trong vụ việc này, tránh nhung nhằng nữa, nó tuyệt vời nhất á, là phải chị Trang với bố chị Trang hiểu thôi nè. Lê Phú Cự là ai? Lê Phú Cự là cái thằng vô đạo đức. Tuy nhiên nó là bố của hai đứa cháu mình, nó là chồng của chị mình. Thì bây giờ mình trong cuộc chiến này mình được gì và mất gì? Được cái gì? Nếu mình thắng, mình được là được cái danh dự nhân phẩm à? Không có danh dự nhân phẩm gì. Vụ việc này nó ồn ào xì xăm bao nhiêu lâu nay rồi. Nhưng mất cái gì? Mất là mất thời gian, tiền bạc, công sức. Nếu mình thắng là mình mất hai đứa cháu, mình mất chị mình mất tương lai của tụi nó. Nghĩ sao hai đứa cháu này mốt lý lịch của nó là gì? Ba phạm tội hiếp dâm, đúng không? Vì vậy về mặt đạo đức, tôi thấy chị Trang trong trường hợp này, bố chị Trang hay nhất là rút đơn tố cáo. Rút đơn, cái nội dung rút không phải là gì hết á, là vì đạo đức chứ không phải là vì Lê Phúc Cường không có tội, vì tố cáo sai. Có thể lý do nêu ra là chị không có thời gian theo đuổi nữa và cảm thấy là bản thân chưa bị xâm hại gì thì tùy chị. Tuy nhiên tại sao tôi nói vậy? Vì loại tội phạm này là tội phạm khởi tố theo cầu bị hại. Bị hại khi bị hại yêu cầu
rút tố cáo thì là sẽ dừng lại thôi. Còn đối với Lê, với cơ quan pháp luật, nếu chị Trang không có rút tố cáo thì phải tiến hành chặt chẽ lại, kiểm soát lại theo đúng quy định, quy trình công tác, quy trình điều tra, tuân thủ pháp luật, căn cứ chặt chẽ và kết luận đúng theo pháp luật dựa trên chứng cứ thực tiễn, chứ đừng có cố xử lý một cái việc dựa trên dư luận. Hãy xét xử độc lập, công bằng, công khai dựa trên những thực tế thực tiễn của chứng cứ. Đó. Rồi xem xét nghiêm chỉnh, xem xét lại những cái sai phạm, những cán bộ sai phạm để đưa ra hình thức xử lý phù hợp, chấn chỉnh lại hoạt động của mình. Còn đối với Lê Phú Cự, nhưng này, nếu ông có xem video clip này, em cự tôi nhắn gửi cho ông hãy là người tử tế. Ông thực sự may mắn trong vụ việc này để không bị xử lý. Nhưng mà hãy dành quãng thời gian còn lại sống chỉ là người tử tế đàng hoàng, chăm lo cho hai đứa con của ông. Và hãy tránh xa gia đình chị Trang ra nha. Hãy là người tử tế, tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất cho cả ba bên đến lúc này luôn. Xin cảm ơn mọi người. Còn về phần báo chí và luật sư, tôi biết mục đích của luật sư là cái gì, suy cho cùng cũng muốn bảo vệ pháp luật, cũng bảo vệ người người yếu thế, bảo vệ thân chủ. Tuy nhiên á, các vị phải nhìn rõ ra được vấn đề nó là cái gì, hướng người ta đi đến một cái điều mà mình thấy rằng có đi nữa cũng không được. Tại sao cứ thôi, phải giải thích cho người ta hiểu. Kết quả cuối cùng chưa chắc là kết quả đẹp nhất nha. Cuối đường chưa chắc là hoa hồng đó, đôi lúc dừng lại là đẹp nhất, dừng lại đúng lúc đúng chỗ là đẹp nhất. Biết cách rút ra đó. Còn báo chí thì với vai trò định hướng dư luận xã hội á, thì cũng viết bài, hãy tìm hiểu kỹ về các quy định pháp luật. Các vị không có nằm trong nội bộ, trong ruột, trong quá trình điều tra đó, thì các vị đừng suy diễn, đừng viết theo hướng suy diễn, áp đặt ý kiến chủ quan mình vào đó. Tôi nhớ có bài báo nào viết là sau một thời gian ngâm cứu, tôi đề nghị phóng viên Hoàng Hưng giải thích những chữ ngâm cứu là sao. Không có chữ ngâm cứu. Ngâm cứu đó trong ngoặc kép đi là hàm ý gì đây? Viện kiểm sát ngâm cứu rồi sao? Tôi Trần Đức Thuận, nếu có bất kỳ ai có ý kiến gì, comment gì, cần trao đổi gì thì hãy để lại ý kiến comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn.